tiếp tục cùng với tất cả câu lạc bộ, đặc biệt là câu lạc bộ Thành Tuyên của chúng tôi. Thưa quý vị thân mến, và để nối tiếp chương trình trong buổi tối hôm nay thì quý vị chúng ta được giao lưu gặp mặt rất nhiều các giọng ca, đơn ca, song ca, tiếp tục nhảy múa và cùng với tất cả câu lạc bộ tại quê hương của chúng ta đăng ký với một không gian trong buổi tối hôm nay. Và để nối tiếp chương trình ạ, xin một tràng thật lớn quý vị dành cho những tiết mục tiếp theo, một bầu tràng và tay thật lớn nữa không ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay sau đây, Hoàng Trung xin phép được kính mời tới sân diễn của Lê Tuấn trở về sân khấu. Xin mời Lê Tuấn trở về sân khấu. Thưa quý vị thân mến, và cũng xin được kính mời giọng ca nam Lê Tuấn, và đặc biệt anh là một người thầy giáo, và ngoài ra anh cũng là tham dự rất nhiều câu lạc bộ và cùng với lĩnh vực nghệ thuật cũng khá là tuyệt vời tại quê hương tỉnh Tuyên Quang trong và ngoài tỉnh. Với Hoàng Trung xin mời Lê Tuấn trở về sân khấu để có một ca khúc gửi tặng toàn thể quý vị trong buổi tối hôm nay, với đêm giao lưu tiếng hát nghệ thuật trong tối nay. Và cùng một chào một tay thật lớn quý vị chào đón giọng ca nam Lê Tuấn. Có lẽ dành cho nhau cái bàn tay thật tuyệt vời. Vâng, em thay Hoàng Trung rất nhiều. Thưa quý vị, trong một tiết trời buổi tối nay, với những cảm xúc của mùa thu và những cái nắng vàng của cảm xúc của Hà nữa, trong buổi tối nay thì tại nhà văn hóa thôn 2 Kim Phú, Lê Tuấn được đứng sân khấu này cũng rất là vui. Mặc dù nó còn bị cưỡng chế một chút là đứng âm thanh, nhưng ngày mai thì với một tình cảm rất đặc biệt, chương trình giao lưu gặp mặt khối nghệ thuật quần chúng và khối anh em sự kiện cũng trong cái ngày tháng 10, hôm nay mới là 26 tháng 10 thôi, xin được gửi tới các bà, các mẹ, các chị, các em những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của ngày phụ nữ Việt Nam 94 năm. Chúc các bà, các mẹ, các chị, các em luôn luôn mạnh khỏe, bình an và luôn luôn được trẻ đẹp trong cuộc sống. Và hôm nay thì đến với chương trình giao lưu thì Lê Tuấn xin phép được gửi tới tất cả quý vị với một ca khúc của nhạc sĩ Son Nho, một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nho viết về những tình yêu chàng trai cô gái của miền Sơn Cước. Ca khúc mang tựa đề Chiếc Khăn Piêu. Xin quý vị một tràng tay lớn ạ. Chúc chắn đây là mối đối riêng nhau thời tối trời.
đâu xa, có một nàng người trong rừng, tiếng trong rừng, tiếng trong rừng chân chân ngàn tiêu đây, chân chân tiêu ngàn chỉ hồng, để gió cuốn bay về đâu, chân chân tiêu ngàn chỉ hồng, để gió cuốn bay về đây, cũng xin đây, anh chỉ ơi tới đây, đẹp đây chân chân đẹp tay, tối đây tiếng trong rừng, ngàn trong rừng ngàn hoa rừng, ngàn tiêu đây. Sốt cát sông, đi biển sông, lô lê sông, lô lê sông, lô lê sông, trên lên la, luôn bên lên bên lô, luôn bên lên bên la la, luôn bên lên bên lô, luôn bên lên bên la la. Anh chị ơi, anh chị ơi, người đây chân đẹp chân đẹp, tôi đây đứng ở trong rừng, đã không dừng lại, đã không dừng lại, yêu đây. Người không phải vì nắm tiền nhiều của, ăn ngon mặc đẹp mà hạnh phúc con người, bởi vì sống bằng tình yêu thương lẽ phải ở của bạn. Và trong này hôm nay một không khí, một tình yêu thương, một không khí của 20 tháng 10, một không khí của chương trình gala gặp mặt rất là tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người đã nghe với ca khúc Chiến Khăn Phiêu. Xin được cảm ơn Lê Tuấn rất nhiều.